Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đã phát sanh những công đức như vậy, thì khi ấy tứ đại thiên vương trong 3.000 đại thiên thế giới vui mừng khôn xiết suy nghĩ như vậy. Hôm nay chúng ta nên đem 4 cái bát để cúng dường vị Bồ Tát này, giống như xưa kia thiên vương đã dâng cúng bát cho Đức Phật trước. Lúc đó 3.000 đại thiên thế giới, cõi trời 33, trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Lạc Biến Hóa, trời Tha Hóa Tự Tại, sung sướng vui mừng, suy nghĩ như vậy. Chúng ta hãy cung cấp hầu hạ cúng dường vị Bồ Tát để bè đảng hung ác của A Tố Lạc bị tồn giảm, làm cho quyến thuộc của chư thiên được tăng trưởng lợi ích. Lúc đó 3.000 đại thiên thế giới, trời Phạm Chúng cho đến trời Đại Phạm, trời Quang cho đến trời Cực Quang Tịnh, trời Tịnh cho đến trời Biến Tịnh, trời Quảng cho đến trời Quảng Quả, trời Vô Phiền cho đến trời Sắc Cứu Cánh, đều vui mừng phấn khởi suy nghĩ như vậy. Chúng ta nên thỉnh Bồ Tát này mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển diệu pháp luân để làm lợi ích tất cả. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, làm tăng trưởng bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa và các pháp lành khác, thì các thiện nam, thiện nữ nhân, vân vân ở thế giới kia vui mừng khôn xiết suy nghĩ như vậy. Chúng ta xem vị Bồ Tát đó như là cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, trí thức vạn lành của ta. Khi ấy thế giới trời tứ đại vương chúng đó cho đến trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng cho đến trời Đại Phạm, trời Quang cho đến trời Cực Quang Tịnh, trời Tịnh cho đến trời Biến Tịnh, trời Quảng cho đến trời Quảng Quả, trời Vô Phiền cho đến trời Sắc Cứu Cánh, đều vui mừng sung sướng suy nghĩ như vậy. Chúng ta nên bày mọi phương tiện để vị Bồ Tát ấy lìa bỏ pháp dâm dục. Từ khi mới phát tâm cho đến chứng đắc cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, luôn tu hành phạm hạnh, đối với pháp thuận lợi không sanh lòng đắm nhiễm. Vì sao? Vì tu hành chẳng phải phạm hạnh, sanh vào phạm thiên còn bị chướng ngại, thì làm sao chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Cho nên Đại Bồ Tát đoạn dục xuất gia tu phạm hạnh, có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Ngoài ra không xuất gia mà tu hành thì chẳng phải là phạm hạnh. Bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát phải nhất thiết là có cha mẹ, vợ con, người thân, bạn bè sao? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, có Bồ Tát đầy đủ cha mẹ, vợ con, quyến thuộc mà tu hạnh Đại Bồ Tát, cũng có Bồ Tát không có vợ con, từ khi mới phát tâm cho đến khi thành Phật luôn luôn tu phạm hạnh, không làm mất đi bản chất đồng chân. Cũng có Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo, ban đầu thị hiện hưởng thọ 5 cảnh dục lạc, sau đó mới chán bỏ siêng năng tu phạm hạnh, mới chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Này Xá Lợi Tử, giống như thầy ảo thuật hoặc đệ tử của ông ta, ảo thuật rất giỏi, có thể hóa làm đủ loại vui của 5 dục, rồi trong 5 dục viễn hóa đó tha hồ hưởng thọ khoái lạc. Ý ông thế nào? Những gì mà người ảo thuật làm ra là có thật không? Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát cũng vậy, dùng phương tiện thiện xảo là để thành tựu các hữu tình, nên thị hiện thọ 5 dục, nhưng thật không bị nhiễm. Vì sao? Vì đối với 5 dục, Đại Bồ Tát rất nhàm chán, không bị tội lỗi của 5 dục làm ô uế, lại dùng vô lượng cách để của trách chê bai các dục, lại nghĩ như vậy: Ngũ dục giống như lửa dữ, dục như phân dơ, dục như kẻ đồ tể, dục như oán thù, dục như binh khí độc, dục như giếng sâu. Này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát dùng vô lượng cách chê bai của trách các dục như vậy, lẽ nào có các dục chân thật để mà hưởng thọ? Đó chỉ là phương tiện để làm lợi ích các hữu tình mà khiến có những việc hóa hiện lợi lạc như vậy. Bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế nào? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán như vậy: Thật có Bồ Tát nhưng không thấy có Bồ Tát, không thấy tên của Bồ Tát, không thấy Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy tên của Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy hành, không thấy không hành, Vì sao? Này xá lợi tử, vì tự tánh của Bồ Tát là không, tên của Bồ Tát là không. Vì sao? Tự tánh sắc là không, vì chẳng do không. Tự tánh của thọ tưởng hành thức là không, vì chẳng do không. Không của sắc chẳng phải là sắc, không của thọ tưởng hành thức chẳng phải là thọ tưởng hành thức. Sắc không lìa không, không chẳng lìa sắc. Thọ tưởng hành thức không lìa không, không chẳng lìa thọ tưởng hành thức. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức tức là không, không tức là thọ tưởng hành thức. Vì sao? Này xá lợi tử, đây chỉ có tên gọi là Bồ Đề, đây chỉ có tên gọi là Tát Đoà, đây chỉ có tên gọi là Bồ Tát, đây chỉ có tên gọi là không. Như vậy tự tánh không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh. Các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy thì không thấy sanh, không thấy diệt, không thấy nhiễm, không thấy tịnh. Vì sao? Này xá lợi tử, đó chỉ là các tên khách giả lập để phân biệt, riêng biệt các pháp. Do có sự phân biệt mượn lập ra các tên nên theo đó mà nói. Giống như theo lời nói như vậy rồi sanh tâm chấp trước, các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, đối với tất cả đều không thấy có cái tên chung và tên riêng, do không thấy nên không bị chấp trước. Lại nữa, này xá lợi tử, đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa nên quán như vậy. Bồ Tát chỉ có tên, Phật chỉ có tên, bát nhã ba la mật đa chỉ có tên, sắc chỉ có tên, thọ tưởng hành thức chỉ có tên, tất cả các pháp chỉ có tên. Này xá lợi tử, giống như ngã chỉ có tên, gọi đó là ngã nhưng thật ra không thể đắc. Như vậy hữu tình mạng giả, sanh giả, dưỡng giả, sĩ phu, bồ đạc già la, nói rộng cho đến người biết người thấy, cũng chỉ có cái tên, nghĩa là hữu tình cho đến người thấy thật không thể đắc, vì không thể đắc là không. Nó chỉ theo thế tục để mượn là lập ra cái tên khách, các pháp cũng vậy không nên chấp trước. Cho nên đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa không thấy có ngã cho đến người thấy, cũng không thấy có tánh của tất cả pháp. Này xá lợi tử, đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa như thế, ngoài tuệ của Phật ra thì trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác vân vân không thể nào sánh kịp. Vì sao? Vì đối với tên được gọi đó, đại Bồ Tát đều không thể đắc, do không quán thấy nên không chấp trước. Này xá lợi tử, nếu đại Bồ Tát có thể tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy thì gọi là khéo hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Này xá lợi tử, giả sử trí tuệ của các đại thanh văn các ông trong cõi châu thiện bộ có trí tuệ nhiều như tre, cỏ, lúa gạo, mía, mè vân vân, so với trí tuệ của Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thì 100 phần không bằng 1, 1000 phần không bằng 1, 100.000 phần không bằng 1, số phần toán phần cho đến ô ba nghi sát đàm phần cực nhỏ cũng không bằng 1. Vì sao? Này xá lợi tử, vì trí tuệ của đại Bồ Tát đó có thể làm cho tất cả hữu tình trong 10 phương hướng đến niết bàn. Lại nữa, này xá lợi tử, một đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa với trí tuệ tu trong 1 ngày thì trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác không thể sánh kịp. Này xá lợi tử, gạt cõi châu thiện bộ qua một bên, giả sử trí tuệ của các đại thanh văn các ông khắp cả 4 đại châu nhiều như tre, cỏ, lúa gạo, mè, mía vân vân, so với trí tuệ của Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa 100 phần không bằng 1, 100.000 phần không bằng 1, 1000 phần không bằng 1, 100.000 phần không bằng 1, số phần toán phần cho đến ô ba ni sát đàm phần cũng không bằng 1. Vì sao? Này xá lợi tử, vì tất cả trí tuệ của đại Bồ Tát ấy có thể khiến cho tất cả hữu tình trong 10 phương hướng đến niết bàn. Lại nữa, này xá lợi tử, một đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa với trí tuệ tu trong 1 ngày thì trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác không thể sánh kịp. Này xá lợi tử, gạt 4 đại châu qua một bên, giả sử trí tuệ của các đại thanh văn các ông khắp trong hoàng hà xa thế giới chư Phật trong 10 phương, nhiều như tre, cỏ, lúa, gạo, mè, mía, vân vân. So với trí tuệ của Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì 100 phần không bằng 1, 1000 phần không bằng 1, 100.000 phần không bằng 1, số phần toán phần cho đến Upanisat đàm phần cũng không bằng 1. Vì sao này Xá Lợi Tử? Vì tất cả trí tuệ của Đại Bồ Tát ấy có thể khiến cho tất cả hữu tình trong 10 phương hướng đến Niết Bàn. Lại nữa này Xá Lợi Tử, một Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa với trí tuệ tu trong một ngày thì trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác không thể sánh kịp. Này Xá Lợi Tử, gạt một tam thiên đại thiên thế giới qua một bên, giả sử trí tuệ của các đại thanh văn các ông khắp trong hoàng hà sa số thế giới chư Phật trong 10 phương, nhiều như tre, cỏ, lúa, gạo, mè, mía, vân vân. So với trí tuệ của Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì 100 phần không bằng 1, 1000 phần không bằng 1, 100.000 phần không bằng 1, số phần toán phần cho đến Upanisat đàm phần cũng không bằng 1. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì tất cả trí tuệ của Đại Bồ Tát ấy có thể khiến cho tất cả hữu tình trong 10 phương hướng đến Niết Bàn. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, một Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa với trí tuệ tu trong một ngày thì trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác không thể sánh kịp. Bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tất cả trí tuệ của thanh văn thừa, dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán, tất cả trí tuệ của độc giác thừa, tất cả trí tuệ của Đại Bồ Tát, tất cả trí tuệ của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, tất cả trí tuệ trên đều không sai khác nhau, không chống trái nhau, không sanh không diệt, tự tánh nó đều không. Nếu pháp không sai biệt, không chống trái nhau, không sanh không diệt, tự tánh đều không, thì lý của pháp sai biệt ấy không thể đắc. Vậy vì sao Thế Tôn nói trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác không bằng trí tuệ của một Đại Bồ Tát tu tập hành Bát Nhã Ba La Mật Đa trong một ngày? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, ý ông thế nào sự nghiệp trí tuệ được tu tập trong một ngày của một Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa so với trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác có tác dụng như vậy không? Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, ý ông thế nào trí tuệ được tu tập trong một ngày của một Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể phát sanh đầy đủ trí nhất thiết tướng vi diệu, trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình và giác ngộ tất cả tướng của tất cả pháp, dùng phương tiện lập ra cảnh giới vô dư y niết bàn cho hết thảy hữu tình. Còn đối với trí tuệ thanh văn độc giác có tác dụng như vậy không? Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, ý ông thế nào tất cả thanh văn và độc giác có suy nghĩ như vậy? Ta chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, dùng phương tiện an lập cảnh giới vô dư y niết bàn cho tất cả hữu tình không? Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, ý ông thế nào tất cả thanh văn và độc giác có suy nghĩ như vậy? Ta sẽ tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, giáo hóa các loài hữu tình, làm trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, viên mãn 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, dùng phương tiện an lập vô lượng vô biên vô số hữu tình ở cảnh giới vô dư y niết bàn không? Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đều nghĩ như vậy. Ta sẽ tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, giáo hóa hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, viên mãn 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, dùng phương tiện an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình ở cảnh giới vô dư y niết bàn. Này Xá Lợi Tử, giống như con đom đóm không thể nghĩ, ánh sáng của ta có thể làm ánh sáng lớn chiếu khắp châu thiệm bộ, thanh văn độc giác cũng vậy, chưa từng phát tâm mà có thể nghĩ như vậy. Ta tu 6 pháp Ba La Mật Đa để giáo hóa cho các hữu tình, làm trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, viên mãn 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, dùng phương tiện an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình ở cảnh giới vô dư y niết bàn. Này Xá Lợi Tử, ví như mặt trời có ánh sáng rực rỡ, vừa mới mọc liền chiếu khắp châu thiệm bộ. Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vậy, nghĩ như vậy. Ta tu 6 pháp Ba La Mật Đa giáo hóa cho các hữu tình, làm trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, viên mãn 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, dùng phương tiện an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình ở cảnh giới vô dư y niết bàn. Bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát có thể vượt qua các địa vị thanh văn độc giác vân vân, có thể chứng đắc địa vị Bồ Tát bất thối chuyển, làm thanh tịnh đạo bồ đề? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, từ khi mới phát tâm tu hành 6 pháp Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát luôn trụ vào pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, nên vượt qua địa vị thanh văn độc giác vân vân, có thể chứng đắc địa vị Bồ Tát bất thối chuyển, làm thanh tịnh đạo bồ đề. Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát trụ vào những địa vị nào mà có thể làm ruộng phước chân tịnh cho tất cả thanh văn độc giác? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, từ khi mới phát tâm tu hành 6 pháp Ba La Mật Đa cho đến lúc ngồi tòa Bồ Đề, các Đại Bồ Tát thường làm ruộng phước chân tịnh cho tất cả thanh văn độc giác. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì nương vào các Đại Bồ Tát mà tất cả các pháp lành xuất hiện ở thế gian, đó là tất cả 10 thiện nghiệp đạo, 5 giới cận sự, 8 giới cận trụ, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 4 trí thánh đế, 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 10 lực Như Lai, 6 pháp Ba La Mật Đa, 18 pháp Phật bất cộng, tất cả vô lượng vô số vô biên pháp lành như vậy xuất hiện ở thế gian. Nhờ các pháp lành của Đại Bồ Tát ấy mà thế gian có đại tộc Sát Đế Lợi, đại tộc Bà La Môn, đại tộc Trường Giả, đại tộc Cư Sĩ, trời Tứ Đại Thiên Vương chúng cho đến trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm chúng cho đến trời Đại Phạm, trời Quang cho đến trời Cực Quang Tịnh, trời Tịnh cho đến trời Biến Tịnh, trời Quảng cho đến trời Quảng Quả, trời Vô Tưởng Hữu Tình, trời Vô Phiền cho đến trời Sắc Cứu Cánh, trời Không Vô Biên Xứ cho đến trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ xuất hiện ra đời. Lại nhờ các pháp lành của Bồ Tát nên có sự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán Độc Giác Bồ Tát và các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác xuất hiện trên thế gian. Bấy giờ Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát có cần làm thanh tịnh ruộng phước tự thân nữa không? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát không cần làm thanh tịnh ruộng phước tự thân nữa. Vì sao? Vì đã hoàn toàn thanh tịnh rồi. Nghĩa là thế nào? Này Xá Lợi Tử, vì các Đại Bồ Tát là Đại Thí Chủ, bố thí cho các hữu tình rất nhiều pháp lành thuộc thế gian và xuất thế gian, như bố thí cho hữu tình 10 thiện nghiệp đạo, 5 giới cận sự, 8 giới cận trụ, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 4 trí thánh đế, 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, 10 lực Như Lai, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 6 pháp Ba La Mật Đa, 18 pháp Phật bất cộng, bố thí pháp lành vô lượng vô số vô biên như vậy, nên nói Bồ Tát là Đại Thí Chủ. Do đây mà Bồ Tát đã làm thanh tịnh ruộng phước tự thân, rồi phát triển vô lượng phước đức ở thế gian. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát phải tương ưng với những pháp nào mà nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát cùng tương ưng với hít sắc không? Nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cùng tương ưng với hít thọ tưởng hành thức không? Nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các đại Bồ Tát cùng tương ưng với nhãn xứ không? Nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cùng tương ưng với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không? Nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các đại Bồ Tát cùng tương ưng với sắc xứ không? Nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cùng tương ưng với thanh hương vị xúc pháp xứ không? Nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các đại Bồ Tát cùng tương ưng với nhãn giới không? Nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cùng tương ưng với nhĩ tĩ thiệt thân ý giới không? Nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các đại Bồ Tát cùng tương ưng với sắc giới không? Nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cùng tương ưng với thanh hương vị xúc pháp giới không? Nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các đại Bồ Tát cùng tương ưng với nhãn thức giới không? Nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cùng tương ưng với nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới không? Nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các đại Bồ Tát cùng tương ưng với thánh đế khổ. Nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cùng tương ưng với thánh đế tập diệt đạo không? Nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các đại Bồ Tát cùng tương ưng với vô minh không? Nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cùng tương ưng với hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não không? Nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các đại Bồ Tát cùng tương ưng với tất cả pháp không? Nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cùng tương ưng với pháp hữu vi vô vi không? Nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các đại Bồ Tát cùng tương ưng với bản tánh không? Nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát cùng tương ưng với bảy pháp không như vậy, nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tương ưng với bảy pháp không như vậy, mà không thấy sắc có tương ưng hay không tương ưng, không thấy thọ tưởng hành thức có tương ưng hay không tương ưng, không thấy sắc là pháp sanh hay pháp diệt, không thấy thọ tưởng hành thức là pháp sanh hay pháp diệt, không thấy sắc là pháp nhiễm hay pháp tịnh, không thấy thọ tưởng hành thức là pháp nhiễm hay pháp tịnh, không thấy sắc hợp với thọ, không thấy thọ hợp với tưởng, không thấy tưởng hợp với hành, không thấy hành hợp với thức. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, không có một pháp nhỏ nào mà hợp với pháp, vì bản tánh tất cả pháp đều không. Này Xá Lợi Tử, các sắc không chẳng phải là sắc, các thọ tưởng hành thức không chẳng phải là thọ tưởng hành thức. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì các sắc không chẳng phải là tướng biến đổi và ngăn ngại, các thọ không chẳng phải là tướng lãnh nạp, các tưởng không chẳng phải là tướng nắm giữ tưởng tượng, các hành không chẳng phải là tướng tạo tác, các hành thức chẳng phải là tướng biểu biệt. Này Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Này Xá Lợi Tử, tướng không của các pháp ấy đều không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại. Như vậy, trong cái không đó không có sắc, không có thọ tưởng hành thức, không có nhãn xứ, không có nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, không có sắc xứ, không có thanh hương vị xúc pháp xứ, không nhãn giới, không có nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, không có sắc giới, không có thanh hương vị xúc pháp giới, không có nhãn thức giới, không có nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, không có địa giới, không có thủy hỏa phong không thức giới, không có vô minh, cũng không có vô minh diệt, không có hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử, không có hành cho đến lão tử diệt, không có thánh đế khổ, không có thánh đế tập diệt đạo, không có đắc, không có hiện quán, không có dự lưu, không có quả dự lưu, không có nhất lai, không có quả nhất lai, không có bất hoàn, không có quả bất hoàn, không có A-la-hán, không có quả A-la-hán, không có độc giác, không có độc giác Bồ Đề, không có Bồ Tát, không có hạnh của Bồ Tát, không có chánh đẳng giác, không có chánh đẳng giác Bồ Đề. Này Xá Lợi Tử, vì Đại Bồ Tát tương ưng với Pháp như vậy, nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy Bố Thí Ba La Mật Đa có tương ưng hay không tương ưng, không thấy tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa có tương ưng hay không tương ưng, không thấy sắc có tương ưng hay không tương ưng, không thấy thọ tưởng hành thức có tương ưng hay không tương ưng, không thấy nhãn xứ có tương ưng hay không tương ưng, không thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có tương ưng hay không tương ưng, không thấy sắc xứ có tương ưng hay không tương ưng, không thấy thanh hương vị xúc pháp xứ có tương ưng hay không tương ưng, không thấy nhãn giới có tương ưng hay không tương ưng, không thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý giới có tương ưng hay không tương ưng, không thấy sắc giới có tương ưng hay không tương ưng, không thấy thanh hương vị xúc pháp giới có tương ưng hay không tương ưng, không thấy nhãn thức giới có tương ưng hay không tương ưng, không thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới có tương ưng hay không tương ưng, không thấy thánh đế khổ có tương ưng hay không tương ưng, không thấy thánh đế tập diệt đạo có tương ưng hay không tương ưng, không thấy vô minh có tương ưng hay không tương ưng, không thấy hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử có tương ưng hay không tương ưng, không thấy bốn niệm trụ có tương ưng hay không tương ưng, không thấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo có tương ưng hay không tương ưng, không thấy sáu phép thần thông có tương ưng hay không tương ưng, không thấy 10 lực Phật có tương ưng hay không tương ưng, không thấy 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng có tương ưng hay không tương ưng, không thấy trí nhất thiết tướng vi diệu có tương ưng hay không tương ưng, không thấy trí nhất thiết trí có tương ưng hay không tương ưng. Này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa tương ưng với những pháp như vậy, nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không quán không hợp với không, cũng không tương ưng với không, không quán vô tướng hợp với vô tướng, cũng không tương ưng với vô tướng, không quán vô nguyện hợp với vô nguyện, cũng không tương ưng với vô nguyện. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì không vô tướng vô nguyện, không hợp, không phải hợp, cũng không tương ưng, chẳng phải tương ưng. Này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa tương ưng với pháp như vậy, nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đã nhập vào tự tướng không của tất cả pháp, không quán sắc có hợp hay tan, không quán thọ tưởng hành thức có hợp hay tan, không quán sắc có hợp hay tan với khoảng trước. Vì sao? Vì không thấy khoảng trước. Không quán sắc có hợp hay tan với khoảng sau. Vì sao? Vì không thấy khoảng sau. Không quán sắc có hợp hay tan với khoảng giữa. Vì sao? Vì không thấy khoảng giữa. Không quán thọ tưởng hành thức có hợp hay tan với khoảng trước. Vì sao? Vì không thấy khoảng trước. Không quán thọ tưởng hành thức có hợp hay tan với khoảng sau. Vì sao? Vì không thấy khoảng sau. Không quán thọ tưởng hành thức có hợp hay tan với khoảng giữa. Vì sao? Vì không thấy khoảng giữa. Này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa tương ưng với pháp như vậy, nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát không quán khoảng trước hợp hay tan với khoảng sau, không quán khoảng trước hợp hay tan với khoảng giữa, không quán khoảng sau hợp hay tan với khoảng trước, không quán khoảng sau hợp hay tan với khoảng giữa, không quán khoảng giữa hợp hay tan với khoảng trước, không quán khoảng giữa hợp hay tan với khoảng sau, không quán khoảng trước hợp hay tan với khoảng sau khoảng giữa, không quán khoảng giữa hợp hay tan với khoảng trước khoảng sau, không quán khoảng trước khoảng sau khoảng giữa hợp hay tan. Vì sao? Vì 3 đời đều không. Này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa tương ưng với pháp như vậy, nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này xá lợi tử, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa không quán trí nhất thiết, hợp hay tan với quá khứ. Vì sao? Vì quá khứ còn không thấy thì làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với quá khứ? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với vị lai. Vì sao? Vì vị lai còn không thấy thì làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với vị lai? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với hiện tại. Vì sao? Vì hiện tại còn không thấy thì làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với hiện tại? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với sắc. Vì sao? Vì sắc còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với sắc? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì thọ tưởng hành thức còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với thọ tưởng hành thức? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với nhãn xứ. Vì sao? Vì nhãn xứ còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với nhãn xứ? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Vì sao? Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với sắc xứ. Vì sao? Vì sắc xứ còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với sắc xứ? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì sao? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với thanh hương vị xúc pháp xứ? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với nhãn giới. Vì sao? Vì nhãn giới còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với nhãn giới? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Vì sao? Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý giới còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với nhĩ tĩ thiệt thân ý giới? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với sắc giới. Vì sao? Vì sắc giới còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với sắc giới? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với thanh hương vị xúc pháp giới. Vì sao? Vì thanh hương vị xúc pháp giới còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với thanh hương vị xúc pháp giới? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với nhãn thức giới. Vì sao? Vì nhãn thức giới còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với nhãn thức giới? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới. Vì sao? Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới có hợp hay tan? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với thánh đế khổ. Vì sao? Vì thánh đế khổ còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với thánh đế khổ? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với thánh đế tập diệt đạo. Vì sao? Vì thánh đế tập diệt đạo còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với thánh đế tập diệt đạo có hợp hay tan? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với vô minh. Vì sao? Vì vô minh còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với vô minh? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, danh lão tử. Vì sao? Vì hành cho đến lão tử còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với hành cho đến lão tử? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với bố thí ba la mật đa. Vì sao? Vì bố thí ba la mật đa còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với bố thí ba la mật đa? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lực, bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lực, bát nhã ba la mật đa còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lực, bát nhã ba la mật đa? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với bốn niệm trụ. Vì sao? Vì bốn niệm trụ còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với bốn niệm trụ? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với sáu phép thần thông. Vì sao? Vì sáu phép thần thông còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với sáu phép thần thông? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với 10 lực Phật. Vì sao? Vì 10 lực Phật còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hay tan với 10 lực Phật? Không quán trí nhất thiết hợp hai tan với 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Vì sao? Vì 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng còn không thấy, làm sao quán trí nhất thiết hợp hai tan với 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng có hợp hay tan? Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với Phật, cũng không quán Phật hợp hay tan với trí nhất thiết. Vì sao? Vì trí nhất thiết tức là Phật, Phật tức là trí nhất thiết. Không quán trí nhất thiết hợp hay tan với Bồ Đề, cũng không quán Bồ Đề hợp hay tan với trí nhất thiết. Vì sao? Vì trí nhất thiết tức là Bồ Đề, Bồ Đề tức là trí nhất thiết. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa tương ưng với pháp như vậy, nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không chấp trước sắc là hữu hay phi hữu, không chấp trước thọ tưởng hành thức là hữu hay phi hữu, không chấp trước sắc là thường hay vô thường, không chấp trước thọ tưởng hành thức là thường hay vô thường, không chấp trước sắc là vui hay khổ, không chấp trước thọ tưởng hành thức là vui hay khổ, không chấp trước sắc là ngã hay vô ngã, không chấp trước thọ tưởng hành thức là ngã hay vô ngã, không chấp trước sắc là tịch tịnh hay không tịch tịnh, không chấp trước thọ tưởng hành thức là tịch tịnh hay không tịch tịnh, không chấp trước sắc là không hay bất không, không chấp trước thọ tưởng hành thức là không hay bất không, không chấp trước sắc là hữu tướng hay vô tướng, không chấp trước thọ tưởng hành thức là hữu tướng hay vô tướng, không chấp trước sắc là hữu nguyện hay vô nguyện, không chấp trước thọ tưởng hành thức là hữu nguyện hay vô nguyện. Này Xá Lợi Tử, vì các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa tương ưng với pháp như vậy, nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nghĩ như vậy, ta hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không nghĩ như vậy, ta không hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không nghĩ như vậy, ta hành hoặc không hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không nghĩ như vậy, ta chẳng hành cũng chẳng phải không hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa tương ưng với pháp như vậy, nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát chỉ tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì bố thí Ba La Mật Đa mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lực Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì nhập vào chánh quyết định của Bồ Tát mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì đắc địa vị Bồ Tát bất thối chuyển mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì thành tựu các hữu tình mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì 4 niệm trụ mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì 10 lực Phật mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì pháp nội không mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì pháp ngoại không, nội ngoại không, đại không, không không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh rốt ráo không, vô tế không, tán vô tán không, bản tính không, tự cộng tướng không, nhất thiết pháp không, vô tính không, vô tính tự tính không mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì chân như mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì pháp giới, pháp tánh, thật tế mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì không thấy sự sai khác của các pháp tánh. Này xá lợi tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa tương ưng với Pháp như vậy, nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này xá lợi tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì thiên nhãn trí chứng thông mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì thiên nhĩ tha tâm túc trụ tùy niệm, thần cảnh lậu tận trí chứng thông mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này xá lợi tử, vì khi các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì làm sao thấy sáu phép thần thông của đại Bồ Tát và các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác? Này xá lợi tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa tương ưng với Pháp như vậy, nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này xá lợi tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nghĩ như vậy. Ta dùng thiên nhãn trí chứng thông mà quán khắp tất cả hữu tình, chết đây sanh kia có từng phẩm lại khác nhau, trong hoàng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương, không nghĩ như vậy. Ta dùng thiên nhĩ trí chứng thông, nghe những âm thanh riêng biệt của tất cả hữu tình, trong hằng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương, không nghĩ như vậy. Ta dùng tha tâm trí chứng thông, biết những ý nghĩ sai khác thuộc tâm và tâm sở của tất cả hữu tình, trong hằng hà sa số thế giới chư Phật ở mười phương, không nghĩ như vậy. Ta dùng túc trụ tùy niệm trí chứng thông, nhớ kiếp trước sai khác của tất cả hữu tình, trong hằng hà sa số thế giới chư Phật ở mười phương, không nghĩ như vậy. Ta dùng thần cảnh trí chứng thông, đến hằng hà sa số thế giới chư Phật trong mười phương để giảng nói chánh pháp cho các hữu tình, không nghĩ như vậy. Ta dùng lậu tận trí chứng thông, biết rõ tất cả hữu tình trong hằng hà sa số thế giới chư Phật ở mười phương lậu đã tận hay chưa tận. Này xá lợi tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa tương ưng với Pháp như vậy, nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này xá lợi tử, đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, khi tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, dùng phương tiện thiện xảo có thể an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình vào cảnh giới vô dư y niết bàn, làm cho tất cả ác ma và quyến thuộc của chúng không làm hại được, tất cả phiền não đều được diệt trừ, mong muốn những việc ở đời được thành tựu, được tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đại Bồ Tát trong hằng hà sa số thế giới ở mười phương hộ niệm, không để cho Bồ Tát ấy thối lui rơi trở lại địa vị thanh văn độc giác. Đại Bồ Tát ấy được thanh văn độc giác, trời tứ đại thiên vương chúng cho đến trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm chúng cho đến trời Phạm Thiên, trời Quang cho đến trời Cực Quang Tịnh, trời Tịnh cho đến trời Biến Tịnh, trời Quảng cho đến trời Quảng Quả, trời Vô Phiền cho đến trời Sát Cứu Cánh, ủng hộ và bảo vệ. Đại Bồ Tát ấy làm những việc gì không bao giờ bị chướng ngại mà lại mau thành tựu, tất cả bệnh khổ của thân tâm đều được tiêu trừ. Giả sử có nghiệp tội, thọ quả báo ở đời tương lai, lại được chuyển chịu quả báo nhẹ ở hiện tại. Vì sao? Này xá lợi tử, vì đại Bồ Tát ấy có lòng từ bi khắp tất cả hữu tình. Này xá lợi tử, đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, có đầy đủ đại thế lực diệu dụng gia hạnh thì có thể phát sanh tất cả môn Đà La Ni thủ thắng, tất cả môn Tam Ma Địa thủ thắng. Nhờ thế lực này tùy ý phát sanh tất cả công đức thế gian hay xuất thế gian, sanh ra nơi nào thường được gặp tôn thờ chư Phật Thế Tôn và các đại Bồ Tát, cho đến khi chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Trong thời gian ấy, đại Bồ Tát không bao giờ lìa Phật và chúng đại Bồ Tát. Xá lợi tử, nên biết đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên được vô lượng vô số vô biên bất khả tư nghỉ công đức lợi ích thù thắng như vậy. Lại nữa, này xá lợi tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nghĩ như vậy, có Pháp tương ưng hoặc không tương ưng, bằng nhau hoặc không bằng nhau với Pháp. Vì sao? Này xá lợi tử, vì đại Bồ Tát ấy không thấy có Pháp nào tương ưng hoặc không tương ưng, bằng hoặc không bằng với Pháp. Này xá lợi từ các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa tương ưng với Pháp như vậy, nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Hết quyển thứ 480.